Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem trồng mận với phương pháp bao trái vừa an toàn, năng suất lại cao, không sâu, trái to phát triển tốt. Đó. Gãy nhánh luôn. Chạy quá quá chạy. Con gì đấy? Chạy qua trái. Trái quá trái, cây nó cũng nổi, có rụng một số. Một số trái nó rụng. Đây nè. Trái gãy nhánh luôn. Vườn mênh mông quá, thôi mình ghi khoảng một đoạn ngắn thôi. Đi giáp vườn chắc cũng cả tiếng à. Đây.